Mufasa luôn thể hiện quá nhiều hạn chế khi nhắc tới việc săn giết. Khi ta làm vua, kẻ mạnh sẽ được tự do chỉ bất cứ thứ gì mình muốn, bởi vì bụng của một con linh cầu không bao giờ no. Mufasa thế lực quá mạnh, chúng ta khó làm gì? Mufasa là thứ tuyên ngôn lỗi thời. Một gã vua không có tài trị dân, rồi sớm thôi thất bại cũng là ý trời. Sau đó là ai nắm bàn cân? Thời cơ bao lâu nay đã gần đến rồi, là lúc để đám các người hợp sức. Nhờ có ta công tâm mà còn có tâm, mà các người cũng không còn bị khinh. Sau đêm nay ta thu xếp vương triều sắp lên, thời cơ cho trò hay chưa từng thấy. Khâu chuẩn bị thì kỹ càng, lòng giả thì đã sẵn sàng. Nhiều năm qua bị chối bỏ là quá đủ để ta được làm vua. Khỏi cần bàn cãi, được kính trọng, ca ngợi, được xem như một đức vua quyền năng. Dùng nanh vuốt cướp lấy thứ ta hằng mơ, chờ thời cơ. Chờ thời cơ. Chờ thời cơ.